Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ lên chậu. Đấy, chậu trồng thì nhà em vẫn đang bán khá là nhiều. Thế nên là bác nào mà có nhu cầu trồng hoặc là muốn sang chậu ấy thì có thể liên hệ em nhé. Đảm bảo là giá rẻ nhất và chất lượng tốt. Đó. Toàn bộ chậu thì đều được làm bằng nhựa HD cực kỳ chắc chắn. Có 3 loại là chậu bí, chậu song và chậu sen. Đây, như cái chậu này là chậu bí phi 30 này. Đó, rất là to, dày, chắc chắn cực kỳ luôn. Mọi người đứng lên hay là và đập mạnh nó cũng không hề gãy. Đó, chậu bí phi 30 này thì giá là 15.000 nhá. Các bác mua chậu nào thì cứ nhắn qua Zalo cho em. Em sẽ gửi cái bảng mẫu từng loại chậu, từng kích cỡ. Còn đây là chậu song. Chậu song này thì nó rẻ hơn. Ví dụ cùng cỡ phi 30 thì nó chỉ có 10.000 thôi. Chậu song này nó có màu đen và màu đỏ. Đấy, thích màu nào cũng được. Đây là chậu bí phi 21 này. Phi 21 và phi 24. Đấy, phi 21 thì là 8.000. Phi 24 là 11.000 nhá. Đây là chậu bí phi 21, cái cỡ nhỏ nhất này. Cỡ này thì trồng những cái cây loại nhỏ. Đấy, đường kính của nó 21cm. Có màu cam với cả màu đỏ. Các bác cứ nhắn hết qua Zalo cho em thì em sẽ trả lời, gửi cho mọi người hình ảnh từng cái kích thước chậu. Còn chậu sen thì giá nó bằng chậu bí. Đấy, chậu sen thì với những kích cỡ tương đương thì giá nó bằng chậu bí nhé. Chỉ có chậu song là rẻ nhất thôi. Chậu song thì rẻ nhất từ 4.500 cho đến 10.000. Đấy, còn chậu bí thì cái loại đắt nhất là 15.000 với cỡ chậu phi 30. Đấy, những cái loại nhỏ hơn thì giá sẽ rẻ hơn. Chậu sen cũng vậy. Chậu sen thì có cỡ to nhất là phi 36 thì là 18.000. Còn những cái kích cỡ mà tương đương chậu bí thì giá nó sẽ bằng nhau nhé. Các bác mua hàng thì gọi điện cho em theo số là 0974702106. Và đấy cũng là số Zalo nhé. Mọi người muốn tham khảo kích thước chậu thì cứ nhắn qua Zalo cho em là được. Em chào mọi người.